Bắt đầu mấy anh em mình chuẩn bị nướng heo cả nhà. À, hai anh bạn rinh heo quá là hoành tráng ha. Con heo đâu không thấy. Đây heo cả nhà. Cho heo lên bếp luôn à, hai bạn. Ồ vừa luôn ha. Và đây cả nhà, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần ha. Mấy anh em mình có họp mặt cho cả nhà và có tổ chức một tiệc buffet ngoài trời ha. Hôm nay mình sẽ mời cả nhà cùng với mấy bạn mình ra ngoài giờ để tổ chức một cái tiệc buffet ha, đủ món cả nhà. Thì hôm nay mình có chuẩn bị là đây là một con heo ha, heo rừng con cả nhà. Con này còn sống cũng gần 10 kg. Và đây là con vịt, con vịt tạo cả nhà. Còn bên đây là bộ lồng của heo. Cái này mình có mua thêm cả nhà. Con heo này nhỏ, bộ lồng nó ít, mình có lên mua thêm. Còn đây là những cái gia vị để chuẩn bị mình ướp heo, vịt và cháo cả nhà. Con heo này mình sẽ làm là món heo nướng cả nhà, heo nướng ngoài đồng luôn ha. Mình sẽ ướp gia vị vào trong bụng mà mình sẽ đem ra ngoài mình nướng. Còn vịt đó thì mình sẽ làm món là vịt hấp bia. Trước mình có làm clip gà hấp bia cả nhà, nay mình làm món vịt hấp bia ha. Còn bên kia lòng thì mình nấu cháo. Rồi khi nào mình ướp mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Bắt đầu mình chuẩn bị gia vị để mình chuẩn bị ướp cả nhà. Qua đây cả nhà, mình cũng đang chuẩn bị làm món cá tầm nấu lẩu ha. Đây là con cá tầm còn sống cả nhà. Con này nãy là mình cân thử là cũng gần 2,5 kg, cỡ 2,3-2,4 kg cả nhà, vẫn còn sống luôn ha. Bây giờ mình sẽ mần ra mình nấu lẩu. Tươi sống luôn. Giờ mình bắt tay mình làm cả nhà. Đây mình vừa cạo sạch nhớt cả nhà, mổ bụng ra nè. Bên trong nó chỉ có như đây cả nhà. Con này tính ra nó thịt quá trời thịt luôn. Cái lớp thịt dày một chấm luôn là cả nhà. Tính ra bên trong bụng không có gì hết. Giờ mình làm sạch ha, mình làm sạch và xắt một cúc ra rồi đem vô mình sẽ nấu lẩu cả nhà. Và gia vị ướp món heo nướng mình chuẩn bị cả nhà, xả bầm ha. Ở đây là tỏi với củ hành tím đâm nhuyễn với ớt đâm nhuyễn. Bây giờ mình bỏ lên mình cháy cả nhà, mình cháy cho nó thơm ha, chứ để vậy là nó không ngon bằng cháy cả nhà. Cháy xong mình để nguội, mình sẽ cho vào bụng con heo luôn. Đây, sau khi cái chảo đã nóng ha, mình cho dầu vào cả nhà. Rồi, mình cho tỏi, củ hành tím và ớt vào, mình cháy cả nhà. Đây, cho cả vào luôn. Cái này mình liếm liếm gia vị cả nhà, mình cho đường, muối và ngọt vào. Xào cho thấm như vậy rồi mình tắt lửa, mình cho vào để con heo cả nhà. Rồi cái này mình muốn ăn cay cả nhà, đậm đà hơn, màu sắc đẹp thì mình cho thêm một cái hũ sa tế ớt cay ha. Đây mình cho nguyên hũ cả nhà, bỏ vô trộn chung luôn. Và thêm phần thơm cho cái món heo nướng thì mình cho cái bột ngũ vị hương ha. Mình cho một gói vô cả nhà. Vừa đậm đà, vừa đầy màu sắc mà phải có thơm cả nhà. Ngũ vị hương này luôn là sẽ làm cho thịt heo ăn rất là thơm. Có đủ nguyên liệu cả nhà. Rồi cho một gói vào ha. Giờ mình trộn đều cái nguyên liệu lên ha. Rồi nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong cả nhà và mình cũng đã để nguội ha. Bây giờ mình cho vào phần bụng con heo cả nhà.
Rồi cái này xong rồi mình cho thêm những cái lá chanh, lá xả và lá cà ri vào cái nhà. Đây mình có sổ sẵn nè, lá chanh, lá xả, lá cà ri. Mình chút ra ha. Những cái phần mổ này mình sẽ dùng cái kim với chỉ mình khâu lại cái nhà. Đó, hai chỗ mổ vậy nè, mình sẽ khâu kín lại ha. Sau khi mình quay thì nó sẽ nước không chảy ra. Đây, mình đã chuẩn bị cái kim với cọng chỉ cả nhà. Bây giờ mình khâu lại ha. Lưu ý là mình khâu của nó này, heo này có hai lớp cả nhà, một lớp da và lớp mỡ phía trong, lớp thịt ở trong. Mình sẽ khâu cái đường phía trong trước cả nhà. Cứ như thế mình sẽ khâu khuyết lên cổ họng của con heo như giống như vậy luôn cả nhà. Bắt đầu mấy anh em mình chuẩn bị nướng heo cả nhà. Hai anh bạn lên heo quá là hoành tráng ha. Con heo đâu không thấy. Đây heo cả nhà. Cho heo lên bếp luôn à, hai bạn. Vừa luôn ha. Với cái nắng gắt này heo mau chín lắm nè, mình cũng chín theo heo luôn. Trời, hiện tại giờ nắng ba mấy độ cả nhà, mà dưới bếp than nắng cả trăm độ ha. Quay đều. Dưới cái nắng gắt luôn. Không biết nó cháy bề trên hay bề dưới ta. Trời nắng không biết cháy bề nào á. Chính người nướng trước cả nhà ơi. Này búp bê ngoài trời nên làm ngoài trời nướng cả nhà. Đỏ này ha, lên màu. Trời cũng mát mát rồi á. Đây là cái nước quét lên da heo cả nhà, mình pha từ mật ong và nước tương ha. Rồi trở lại bạn. Nóng xèo xèo. Món này làm cực ha, phải ngon. Gì vậy, nước nướng này đem đi luộc cái ấy là mau rồi. Rồi Nguyễn Thông TV thiết kế cái hố độc quá, hố trên em ra ngồi dặn nắng mới chịu à. Đây một người đã chạy vô mát cả nhà, thay ca cả nhà ơi, nắng quá nắng. Mình cũng lúc vô gốc cây mình quay vô cả nhà.
đâu phải ăn ăn nhậu sung sướng đâu, đúng không? Cũng phải dầm mưa giải nắng rồi, nãy giờ ngồi cái tiếng mấy đồng hồ á. Con này dự định là cỡ tiếng nữa chín lên cả nhà. Vàng đẹp quá. Thiết kế cái chỗ mình, chiều tối anh em mình ngồi và thưởng thức ở cả nhà. Câu đèn ra luôn ha, dự kiến là bữa nay chắc cũng cỡ 10 giờ 11 giờ đó ha. Cả đó tại ha. Ở bữa nay chiều nay mình làm sớm thì mình nghỉ sớm, nếu mà làm trễ chắc cũng 2 3 giờ sáng cả nhà. Sau một thời gian là cỡ 4 tiếng đồng hồ cả nhà. Mình lên mình chịu đựng trời nắng quá, nắng ba mấy độ mà bếp lửa cả trăm độ. Phà lên. Và con heo của mình là chuẩn bị là dùng được cả nhà. Quá đẹp luôn ha. Trời ơi. Lại cho thưởng hai em mỗi em một thùng quá. Quá ngon cả nhà ơi. Rồi khi nào dọn lên ha, mình sẽ mời cả nhà cùng dùng với mấy anh em mình luôn nha. Ờ đây cả nhà. Có anh bạn ảnh vui quá. Rồi. Quay con heo quá trời vàng ươm luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Rồi anh dắt con heo gọn hơn ta. Quá ngon, quá đẹp luôn. Rồi đây cả nhà. Đây mấy anh em mình mở cái buffet ngoài trời ha. Đây mấy nữ tới đây trốn chồng đi ăn nhậu cả nhà. Rồi đi thùng bia kìa. Ủa anh nào định nước đá hả ta? À, chồng với bạn hả? Ờ. Rồi đổ bia vô. Rồi đổ bia vô. Kêu gồng tí nữa đi. Rồi vô đá đi. Vô. Chơi cột dây chân gắt nè. Rồi vô đó đá luôn. Ồ, quá đẹp.